Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chấn chỉnh đội ngũ tiếp viên hàng không phải nghiêm túc, kiên quyết nhắc nhở hành khách không sử dụng các thiết bị thu phát sóng, điện thoại di động, máy tính cá nhân, iPad, tai nghe nhạc trên tàu bay trong quá trình cất, hạ cánh. Được biết, chỉ thị này của Cục Hàng không Việt Nam được ban hành không lâu sau khi có phản ánh của một hành khách trên chuyến bay Việt Nam 1382 từ Tân Sơn Nhất đi Liên Khương về việc sử dụng điện thoại di động trên tàu bay. Cụ thể, theo nam hành khách này, trên chuyến bay Việt Nam 1382, anh đã tận mắt chứng kiến hành khách ngồi ghế 14C sử dụng điện thoại di động để liên lạc khá thoải mái khi tàu bay mới hạ cánh, nhưng tiếp viên hàng không ngồi ngay gần đó, ghế 15G, không nhắc nhở gì về việc này. Cục Hàng không sau đó đã yêu cầu tổ tiếp viên thực hiện chuyến bay hôm đó nghiêm túc kiểm điểm. Khi đi máy bay, hành khách luôn được tiếp viên nhắc nhở tắt nguồn điện thoại di động và các thiết bị điện tử cầm tay. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên cho thấy, việc siết chặt hành khách sử dụng điện thoại trong lúc máy bay thực hiện cất, hạ cánh thời gian gần đây đang bị các hãng hàng không xem nhẹ. Theo đó, trong lúc máy bay chuẩn bị cất cánh và hạ cánh, mặc dù tiếp viên đã phát đi thông báo nghiêm cấm hành khách sử dụng điện thoại, các thiết bị thu phát sóng nhưng khá nhiều hành khách vẫn cố tình sử dụng. Thậm chí, có những trường hợp hành khách cố tình sử dụng, tiếp viên nhìn thấy nhưng cũng không nhắc nhở gì. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, các thiết bị điện tử gây ảnh hưởng xấu đến thông tin liên lạc và định vị máy bay. Song cơ quan này đã giao cho các hãng hàng không tự quyết định thiết bị điện tử nào được dùng trên máy bay. Hầu hết các hãng hàng không đều tuân thủ theo hướng dẫn của FAA rằng, chỉ được dùng khi máy bay ở độ cao hơn 3000m để phi công có đủ thời gian xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Trong khi đó, giai đoạn cất và hạ cánh của máy bay được xem là giai đoạn quan trọng nhất của mỗi chuyến bay, đòi hỏi đội ngũ phi hành đoàn phải tập trung cao độ, liên lạc thường xuyên với trạm kiểm soát không lưu và đảm bảo hoạt động của tất cả các trang thiết bị trên máy bay. Thực tế, những tai nạn nguy hiểm đều tập trung ở hai giai đoạn này, kéo dài khoảng 15-20 phút để đạt được độ cao hơn 3000m. Theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, cá nhân vi phạm trật tự, kỷ luật trên tàu bay có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. Nhưng rất ít hãng hàng không xử phạt hành khách cố tình sử dụng điện thoại trên máy bay. HTTPS, hãng nghĩ nở tủ OVN, ô tổ xe may, khách vo tu sử dụng điện thoại trên máy bay cục hàng kho nghi e u cao si e chát, 7852231.